quý vị. Chuyên mục Chuyện hay tuần này, Cầm Kỳ Official xin được giới thiệu chùm truyện ngắn của tác giả Võ Đào Phương Trâm, gồm các truyện sau: Rừng Thiêng, Cầu Thang Tối, Tử Tội, Người Giữ Mộ, Huyệt Mộ. Tác giả Võ Đào Phương Trâm sinh năm 1983, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, cử nhân Đông Nam Á học, thạc sĩ quản lý giáo dục. Công việc hiện tại: biên tập, sáng tác văn học. Võ Đào Phương Trâm bắt đầu tham gia sáng tác vào năm 2021 bằng niềm yêu thích văn chương, và bản thân tác giả luôn có một tâm niệm được đóng góp một phần công sức, tâm huyết của mình vào con đường sáng tác để gửi đến quý độc giả một góc nhìn về cuộc sống được thu nhỏ qua tác phẩm của mình. Các truyện ngắn được giới thiệu đều đã được in trên các báo trung ương và địa phương. Mời quý vị nghe truyện ngắn Huyệt Mộ của tác giả Võ Đào Phương Trâm qua giọng đọc của chính tác giả. Truyện ngắn Huyệt Mộ. Những tia chớp xé dọc bầu trời khuya, tiếng côn trùng rỉ rả bám quyện trong vùng âm u đen đặc. Đêm qua đỉnh không giờ, những bóng người lờ mờ chìm trong màn mưa lạnh lẽo. Những ánh chớp loang loáng rọi xuống gương mặt u ám của đám người trong đoàn đưa tang. Ánh sáng loang dài họa lên di ảnh của người đã khuất, một hình hài ám mị. Trên bãi tha ma vắng lặng, đoàn người lầm lũi bước đi, tiếng than khóc thê lương hòa lẫn giữa tiếng mưa trùng vang sấm dật. Trời khuya gầm rú, những bước chân bám riết giữa mảng bùn lầy đưa chiếc quan tài về lòng huyệt lạnh. Hôm nay có đám hạ huyệt của người mới mất. Người đàn bà tức giọng trầm buồn, lầm lũi với chiếc kim khâu và cái áo len đã cũ màu, bị tưa đi vài chỗ. Những ngón tay gầy guộc lụi từng mũi kim giữa mái nhà âm tịch, u ám của ánh đèn dầu. Ngôi nhà mọc lên giữa bãi tha ma, không điện đóm, chỉ có người đàn bà quá bụa gần 50 tuổi và đứa con gái bị tâm thần phân liệt. Mỗi lần ngồi đâu là chỉ ngồi một chỗ, gương mặt xanh xao, dáng vẻ mộc manh ốm yếu, mái tóc thì cứ lũ rũ trước mặt, cùng đôi mắt nhìn đâu thì cứ đâm đâm một chỗ. Người đàn bà dường như quanh năm chỉ nói chuyện một mình, đứa con gái thỉnh thoảng thốt lên vài câu như hoang dại vô hồn, người nghe chẳng hiểu. Đám ma đêm qua của một người thiếu nữ làng bên cạnh, nghe nói bị bệnh ung thư và mất khi tuổi đời còn khá trẻ. Ngôi mộ nhanh chóng được xây cất trong ngày mưa ngập ngụa. Những người xây mộ như những bóng ma, vì người ta coi ngày giờ linh phải lập mộ vào lúc 10 giờ tối. Cả nhóm đàn ông đen đúa thô sạm, hì hục với mớ gạch vữa nhão nhoét, tấm bạc ướp phơ như muốn lật tung trong cơn gió đêm ào ạt. Qua 1 giờ sáng hôm sau, huyệt mộ cũng đã hoàn thành giữa khu đất hoang lạnh lẽo. Căn nhà của người đàn bà nằm cạnh ngôi mộ xi măng mới đắp, trơ trọi, hoang liêu tịch mịch, băng qua một con đường nhỏ hẹp, luôn vắng bóng người. Chiều đến lại có người mang hoa quả ra cúng trên huyệt mộ, và đó là phần quà cho con nhang, bởi ngày nào nó cũng lững thững ra đó để lấy dĩa trái cây. Nó ngồi bệt xuống cạnh ngôi mộ hoang rồi ngấu nghiến ngon lành, áo quần lấm lem bùn đất,
nó cứ ăn những quả trái cúng như một bóng ma vật vờ giữa mộ. Này, đồ cúng thế kia, mày cứ ăn có ngày bệnh chết. Người đàn bà vãng lai ghé ngang thắp một nén hương, rồi ném cái giọng lanh lảnh về phía nhang. Nó khựng lại vài giây với ánh mắt man dại, ngó nhìn về phía người đàn bà xa lạ. Miệng nó vẫn nhai, hai tay bấu chặt vào quả xoài còn chưa lột vỏ. Quanh miệng nó ướt át, dính đầy những mảnh xoài vàng choạch. Ăn xong, nó lững thững xách vài quả táo còn sót lại mang về. Dáng nó siêu vẹo, chậm chạp, tóc tai lũ rũ lòa xòa. Chiều tối đến, nó lại vòng quanh khu mộ. Người ta đồn thổi, mộ này có ma, mà đã ma nào ngoài một đứa con gái tâm thần liêu xiêu vất vưởng. Nó đặt những quả trái cây lên chiếc bàn gỗ. Người đàn bà cũng chẳng nói gì. Cái nghèo của hai mẹ con quá bùa, thì thức ăn nào có được cũng sẵn lòng mà cho vô bụng. Những ngày đi bán bưng ngoài chợ, đến trưa nắng đổ ngang triền đồi, thì người đàn bà mới quải thúng mũ quay về với dăm ba đồng bạc. Chiều tối, con nhang lại la cà ra ngoài huyệt mộ, xem có hôm nào người ta cúng quả thì nó lấy ăn. Cứ mỗi lần thấy người đàn bà đến thắp hương, nó lại len lén đi vào một góc sâu ngoài sau bia mộ. Nhưng người đàn bà vẫn không quên bỏ giọng nhắc chừng: hôm nay là ngày người ta cúng lễ cho người đã mất, nên trên huyệt mộ để một số thức ăn, trái cây, nhang đèn và ít hoa thơm. Lại có một người đàn ông ở lại quét dọn phần bia mộ, chắc là người nhà hay người làm công gì đấy. Thấy nó lấy dĩa trái cây, dáng vẻ nó lại chẳng bình thường, nên người đàn ông cũng không phản đối. Rồi ông lại loay hoay quét dọn cho phần mộ. Nó ngồi thụp xuống đất và ăn ngấu nghiến, xong nó lại ngắt cái hoa cúc trắng gắn lên đầu. Nó nở nụ cười vô thần, rồi hoa tay hoa chân, xoay vài vòng thích thú. Ôi trời, cái con này hôm nay là còn bày trò gắn bông gắn hoa nữa cơ. Người đàn bà thích xăm soi lại buông lời chua ngoa, rồi bà đến trước mộ thắp nén hương như công việc hàng ngày. Chẳng biết bà là ai, nhà có gần đây không, nhưng chiều nào cũng ghé ngang đây thắp hương vái lại. Thôi này, đừng có mà ăn ba cái này, vong về của chết á. Ôi, có gì đâu, đồ cúng này tôi ăn hoài, nó nghèo, nói làm gì tội nó. Người đàn ông cất giọng đỡ lời khi nghe người đàn bà buông những lời dọa dẫm. Nó tâm thần đó, phải nói cho nó biết, để ăn dây tội chết. Lại mê tín dị đoan nữa rồi, ăn đồ cúng này chả có sao đâu, có phải cúng ngoài đường ngoài xá đâu mà bà sợ. Ôi trời, cái ông này phải biết kiêng cử chứ. Người đàn ông dừng tay, lộ vẻ mặt không hài lòng. Người nghèo, họ có cái gì thì ăn cái đó, thần thánh ma quỷ nào mà quở trách chứ. Đồ ăn thức uống là cúng vong linh, chứ đã có ai mà ăn thật đâu. Cũng người sống ăn chứ có ai chạm vào đó mà bà sợ. Đặt ra đủ thứ điều mê tín. Ôi trời, cái ông này cứ mà cẩu thả. Người đàn bà ngoe ngoậy ra về sau khi buông vài câu khó chịu. Bóng tối bắt đầu phủ trùm lên bãi tha ma một màu u tịch. Con nhang ăn xong vài quả mặn cầu, miệng mồm vẫn còn lem luốc. Nó đứng dậy đi về và không quên mang theo những quả trái cây còn lại trong cái dĩa. Khi nó đi được vài bước thì người đàn ông gọi nó lại. Này cô gái, lại đây chú bảo chút. Nó dừng lại, quay nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Rồi nó đi chậm chậm về phía người đàn ông đang đứng bên cái mộ. Này, mang về mà ăn. Người đàn ông đưa cho nó một cái bọc ni lông và bỏ trong đó mớ thịt cúng mà chủ nhà để lại. Nó đưa tay cầm cái bịch mà ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm vào mặt người đàn ông lạ. Nó lững thững ra về với mớ đồ trên tay. Chẳng biết nó có vui không vì gương mặt chẳng bao giờ lộ ra cảm xúc. Hôm đó, hai mẹ con người đàn bà quá có một bữa ăn ngon từ những món đồ cúng mà người ta để lại trên khu mộ. Ánh đèn vàng mù mờ
và tiếng côn trùng rỉ rả xung quanh, người đàn bà chậm rãi ăn những miếng thịt. Có vẻ lâu rồi bà mới được ăn một bữa ăn có vị thịt thà, vì cái thúng mẹt bán mớ rau, cái nấm của bà chỉ đủ một bữa cơm rau, vài con cá nhỏ. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua trong căn chòi nhỏ ở bãi đất hoang. Mưa cuối mùa vần vũ đổ trên mái lá nghe nặng trịch. Ngôi nhà tranh ướt mềm vì những mảng nước len lỏi tràn vào tứ phía. Bữa cơm chiều âm u của hai người phụ nữ trong căn nhà dựng tạm hứng trọn những cơn gió thổi mạnh như muốn xô đổ cả căn chòi giữa bốn bề hoang tịch. Hôm nay sấm chớp dữ dội, những tia lửa điện xoẹt xuống khu phần mộ. Người ta nói những nơi âm khí sẽ hút nhiều tia sét trên trời, hay ở nơi nào đó có hồn ma trú ngụ, sấm sét cũng thường giáng xuống. Con Nhan bỏ chén cơm chạy sộc ra sau, bà Khuyên nhìn theo với cái nhìn lạ lẫm. Có bao giờ con nhỏ chạy bổ đi như con sóc thế này? Hôm nay nó làm sao thế? Bà im lặng chẳng nói gì, chỉ lùa đũa cơm vào miệng. Thỉnh thoảng bà ngoái nhìn ra sau bếp, bất giác bà đặt chén cơm xuống bàn rồi đi nhanh ra phía ngoài sau khi nghe tiếng nôn mửa của con Nhan. Mày làm sao thế? Bà cất tiếng hỏi trong gương mặt thất thần khó hiểu. Con Nhan thì chẳng trả lời, nó cứ nôn thốc nôn tháo như một gã nghiện rượu. Rồi nó ngồi thụp xuống đất, tay vịn lấy chiếc cột gỗ, tay ôm bụng và mặt vẫn cúi gằm nôn ói. Một hồi sau nó cũng lồm cồm đứng dậy. Bà Khuyên cứ đứng thất thần nhìn nó cho đến khi nó loạn choạng bước đi ngang qua mặt. Bà chụp tay nó lại, cất giọng lo lắng. Mày làm sao thế? Bệnh à? Rồi bà đưa tay sờ lên trán nó. Trán nó vẫn lạnh tanh, chẳng có dấu hiệu gì của người đang bệnh. Nó giật tay ra khỏi tay bà, bước lững thững lên trên. Nó leo lên bộ ván ộp ẹp, ngồi bó gối, chẳng nói chẳng rằng. Bà Khuyên chỉ lặng lặng buông tiếng thật dài. Mâm cơm ăn dở dường như chẳng còn ngon miệng. Bà bê mâm cơm xuống bếp rồi lên ngồi bên chiếc ghế. Bà lại bắt đầu đan những vết loang lổ của mảnh áo len bị rách. Căn nhà im lặng một cách lạnh lùng. Con nhỏ vẫn đi ra mộ, vẫn lấy trái cây mang về. Có hôm nó lại mang về một bọc thịt lợn hoặc thịt gà. Hỏi của ai nó cũng chẳng nói. Và từ những ngày sau đó, hai mẹ con nhà nó lại có những bữa cơm rau thịt. Nhưng con Nhan lại có triệu chứng nôn mửa thất thường. Cho đến một ngày, bà Khuyên nhận ra cái bụng nó lùm lùm một cách lạ kỳ. Bà đã nhào tới, chụp lấy tay nó khi nó ngồi rũ rượi trên bộ ván. Mày bị cái gì? Mày có chữa phải không? Trong khi gương mặt bà Khuyên thất thần và giọng nói cuồng lên, thì con Nhan vẫn cứ ngồi thù luôn và nhìn chằm chằm vào mắt bà với cái nhìn kỳ lạ. Dường như nó cũng chẳng hiểu chữa là cái gì, chỉ biết nó có vẻ sợ hãi khi thấy bà lồng lên giận dữ. Trời ơi, đã thần kinh mà còn chữ quan thế này, có phải khổ không? Bà đổ gục xuống bộ ván, rồi bất chợt ngồi bật dậy, đặt những câu tra hỏi, mặc dù bà biết câu trả lời sẽ là không có. Ai? Gã nào đã làm hại mày? Rồi bà chỉ về phía mâm cơm ngoài sau. Có phải cái gã đã cho mày thịt mang về không? Có phải gã đó không? Ôi trời ơi! Bà Khuyên bật khóc, sụp đầu xuống ván. Những tiếng nấc đau khổ vang lên từ cuống họng một người đàn bà nghèo lẫn trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Tiếng khóc hòa trong giọng nói khản đặc, lạc đi. Rồi ai lo cho mày đây? Khổ lắm, tiếc không con. Nó cứ nhìn chằm chằm vào mặt bà Khuyên thì thấy bà gục đầu nức nở trên bộ ván. Bất chợt nó đưa tay nhẹ nhẹ chạm vào vai bà, dường như nó cảm nhận nỗi đau của một người thân đang khóc vì thương nó. Lúc này bà Khuyên ngồi dậy và quay sang ôm nó vào lòng. Nó cũng ôm cổ bà.
tiếng nấc trong cổ nó vang lên, nghe khô đặc và thống thiết. Hai người đàn bà ôm nhau trong sự cô đơn tuyệt vọng, cảm giác lẻ loi như ngọn đèn leo lét giữa gian nhà lạnh lẽo. Những ngày mưa, không thấy bóng con nhỏ ra ngoài huyệt mộ lấy trái cây, người đàn bà thường ra thắp hương, tìm đến ngôi nhà trên khu đất hoang bỏ trống. Vừa bước vào nhà, bà đã cất tiếng hỏi nghe lanh lảnh. Nè, con nhỏ sao mấy hôm nay không thấy ra lấy trái cây vậy? Người đàn bà bước sâu vào nhà, thì thấy bà Khuyên đang ngồi vá áo, gương mặt vẫn lầm lũi, chẳng nói câu nào. Nè bà chị, con nhỏ làm sao vậy? Lúc này, bà Khuyên mới ngẩng mặt lên, thì nhìn thấy người đàn bà xa lạ đang đứng trước mặt mình, mà cách nói chuyện thì như có vẻ thân quen. Chị là ai? Tôi ở phía bên kia, chiều hay ra ngoài mộ này thắp hương, thấy con nhỏ hay ra lấy trái cây, mà sao mấy hôm nay không thấy nó, không biết nó có bị gì không, nên tìm đến nhà, coi nó thế nào. Bà Khuyên vẫn im lặng chẳng trả lời, những mũi kim trên tay bà vẫn luồn đi chậm rãi. Con nhỏ bị bệnh à? Đáp lại vẻ quan tâm của người đàn bà xa lạ, bà Khuyên bỗng méo máu. Không, khổ lắm chị à. Nó bị làm sao? Lúc này, bà Khuyên buông tay rồi quệt vào mắt, đôi mắt nhăn nheo khô khốc. Nó chủ quan rồi chị à. Ôi trời, sao khổ thế này? Tên nào thất đức vậy? Tôi cũng không biết. Giờ nó bụng mang dạ chữa như thế này, tôi chẳng biết làm sao. Tiếng khóc của bà Khuyên bật lên thành tiếng. Người đàn bà ngồi cạnh khẽ cất tiếng thở dài. Nè, tôi nói cái này cho mà nghe. Im lặng vài giây, người đàn bà nhìn giáo giác xung quanh rồi nói khẽ. Mấy lần tôi ra mộ, thấy một gã đàn ông chạc ngoài 50 thường hay đến mộ, rồi cho nó thịt thà này nọ, kéo lại là gã đấy. Thì tôi hỏi mãi mà nó có chịu nói ra đâu. Chiều nay ra đây, tôi dẫn chị đến gặp gã. Hãm hại đời con người ta rồi định bỏ như vậy à? Bà Khuyên khẽ gật đầu. Chiều hôm đấy, bà cùng với người đàn bà cuối thôn cùng ra ngoài khu mộ. Từ xa, bà Khuyên đã nhìn thấy giữa bãi đất hoang xuất hiện bóng một người đàn ông đang loay hoay quét mộ. Bà chẳng chần chừ chạy nhào đến túm lấy áo người đàn ông rồi gào lên thảm thiết. Tên đốn mà, có phải ông đã hãm hại đời con Nhan không? Tại sao thế? Tại sao ông lại làm như thế? Trong lúc bà Khuyên kêu gào thảm thiết thì người đàn ông vội đẩy bà ra, gương mặt khó chịu. Ơ, cái bà này, bà bị thần kinh à? Thần kinh? Ừ, tôi là mẹ đứa thần kinh đấy. Nó là thần kinh rồi mà ông còn hãm hại nó được ư? Khốn nạn, khốn nạn đến thế là cùng. Này này, bà đừng có mà vớ va vớ vẩn nhé. Tôi đã làm gì mà bà chửi tôi khốn nạn? Ông không làm gì, không làm gì mà cái bụng một con nhỏ nó cứ to lên đông nóc thế à? Ngoài ông ra thì còn ai? Còn ai có cái khu mộ hoang này nữa chứ? Bà Khuyên vẫn cứ kêu gào, còn người đàn ông thì mặt mày vẫn nhăn nhó. Ơ, bà lạ chưa? Thấy người ta thuê tôi vào đây chăm sóc mộ thì tôi không vào đây thì tôi vào đâu? Còn con nhỏ là con nhỏ nào? Tự nhiên lừa ra đây du quan như khống như tôi như thế? Con nhỏ thần kinh, con nhỏ mà ông cho nó thịt thà để dụ dỗ nó đấy. Lúc này, người đàn ông mới ngớ người ra, rồi ông khoát tay, trong khi bà Khuyên vẫn vật vờ than khóc. Ôi thôi, rồi rồi, tôi hiểu rồi. Con nhỏ hay ra đây lấy trái cây phải không? Người đàn bà lạ lên tiếng, giọng lanh lảnh. Ừ, nó đấy. Hai cái bà này, thấy nó bị cái gì? Tôi thấy nó nghèo, nghe người ta bảo nhà có hai mẹ con quá bụa, nên tôi xin được tí thịt tí cá thì tôi mang cho. Thế dụ dỗ là dụ dỗ cái gì? Thế không phải là ông thì là ai? Là ai cơ chứ? Ông giả vờ tốt bụng mới dụ dỗ được nó, chứ nó thần kinh thì nó biết cái gì? Bà Khuyên vẫn kêu than méo máu. Ơ, cái bà lạ chưa? Là ai thì làm sao tôi biết? Trên đời này có mỗi mình tôi là đàn ông thôi à? Đàn ông thì nhiều, nhưng mà vào đây và biết con nhỏ thì có mấy ai? Này, ông có hại nó thì nhận lấy, đừng có mà để nhân quả nhãn tiền, không có hay đâu. Người đàn bà lạ lại cất giọng lanh lảnh trách móc.
À, thế hóa ra là bà đúng không? Bà tọc mạch với bà này là tôi hại nó đúng không? Này, nói cái gì thì phải có bằng chứng đàng hoàng, chứ không phải nghĩ cái gì là nói cái nấy nhé. Thôi thôi, tôi khổ quá. Bà Khuyên ra giọng can ngăn bất lực. Bà ôm đầu ngồi bệt xuống đất, gương mặt vẫn nhăn nhúm méo mó. Lúc này người đàn ông mới chậm rãi nói: Thôi bà bình tĩnh, nó không bình thường nên bị người ta hại, chứ có phải nó tự hư đốn gì đâu. Giờ thì nghĩ cách mà lo cho nó thôi. Nó tâm thần rồi thì đừng có mà làm cho nó ức chế nữa. Sau buổi chiều hôm đó, người đàn ông dưỡng mộ thường xuyên lui tới nhà bà Khuyên. Người ta cứ đồn ra đoán vào, cũng chẳng ai biết ông có phải là cha của đứa nhỏ trong bụng con Nhan hay không. Còn ông thì dường như cũng chẳng quan tâm đến phường dư luận. Ông vẫn mang đồ ăn thức uống qua nhà cho hai mẹ con quá bụa. Sau này biết ra ông cũng chẳng có vợ con, sống một mình đơn độc, ai thuê gì làm đấy. Trời cho ông tấm lòng thơm thảo, nên thấy ai nghèo khó thì ông lại cho cái này cái nọ, dù hoàn cảnh ông cũng chẳng khấm khá gì. Từ khi thấy con Nhan cứ ra ngoài mộ lấy trái cây người ta cúng, ông thấy tội tội nên dăm bữa nửa tháng ông lại mang cho ký thịt để ăn. Một chiều nọ, sau khi dọn dẹp xong phần mộ, ông lại tìm đến nhà hai mẹ con. Bước vào căn nhà lụp xụp, ông chậm rãi ngồi xuống góc bàn ộp ẹp, cái chỗ quen thuộc mỗi khi ông đến. Giờ thì bà Khuyên cũng chẳng còn nặng nhẹ. Bởi dù ông có phải là thủ phạm gây ra cái thai trong bụng con Nhan hay không, thì sự xuất hiện của ông cũng là một chỗ nương tựa cho hai mẹ con bà trong lúc túng quẫn và ngặt nghèo này. Này, tôi gửi cho hai mẹ con bà ít tiền mà lo cho con nhỏ. Bà Khuyên chậm rãi nhìn sắp tiền nhem nhuốc nhăn nhúm trên bàn tay đen sạm của người đàn ông. Bà im lặng không nói gì, cũng không đưa tay nhận. Cầm đi, cầm mà lo cho con nhỏ. Tôi thì chẳng có nhiều, mỗi người góp chút, chứ mình bà thì làm sao lo nổi. Thấy bà Khuyên vẫn im lặng không trả lời, ánh mắt vẫn trì nặng cúi xuống, ông với người nắm lấy tay bà rồi nhét nắm tiền vào tay. Giữ mà lo cho con nhỏ, cứ thế thì đói rã ruột ra. Ông buông vài lời trách móc thì thấy bà Khuyên lầm lì không nhận tiền từ người lạ. Sau một hồi, bà Khuyên cũng cất giọng trầm buồn. Cảm ơn ông. Ơn nghĩa gì? Thôi tôi về. Người đàn ông đứng dậy rồi quay lưng đi về phía cửa. Bóng tối phủ loang trong căn nhà nghèo nàn u tịch. Bà Khuyên khẽ nhìn theo đến khi bóng người đàn ông đã khuất xa mặt đất. Mang bầu một thời gian, cũng đến ngày con Nhan sinh nở. Thế là mấy người xóm giềng xung quanh cũng đến gửi cho bà chút ít tiền, quà để lo cho con nhỏ trong ngày đẻ chữa. Đứa nhỏ sinh ra nhỏ xíu thiếu cân, bởi con Nhan cũng không phải người khỏe mạnh. Khi nó sinh nở vài ngày đã đứng dậy đi lại khắp nhà. Nó lững thững như người mất hồn, máu me tràn ra bê bết dưới chân. Bà Khuyên phải kéo giữ nó lại rồi thay băng cho nó. Thỉnh thoảng bực dọc, bà lại lầm bầm trách móc: Con dại, đã thế này còn để chữa, mày đã thấy khổ chưa? Này, lên đây mà nằm cho con mày đi, cứ lê la đâu thế, máu me bê bết kia kìa. Ăn cho nhiều vào để có sức mà cho con bú. Con Nhan có con, bà Khuyên càng phải tất bật nhiều hơn. Lúc trước đi buôn muộn thì giờ bà phải dậy sớm lúc 2-3 giờ sáng để đi hái rau, hái nấm. Bà phải tìm kiếm hàng hóa nhiều hơn, rồi lại mò mẫm lên tận bìa rừng tìm thêm mớ măng non, cũng để có thêm tiền mà lo cho hai mẹ con nhà nó. Người đàn ông dưỡng mộ cũng thường lui tới thăm nom con nhỏ, mà dường như con nhỏ có vẻ nghe lời của ông. Mỗi khi nó lững thững đi đâu hoặc có hành vi thất thường, nhưng nghe ông khuyên bảo, nó lại làm theo. Này, ráng mà giữ gìn sức khỏe, đừng có đi đâu lang thang ra ngoài nhé con. Con Nhan đưa mắt nhìn về phía ông Bình. Nó chẳng nói gì, rồi nó ngoáy nhìn về phía đứa nhỏ đang nằm múc tay. Chẳng biết nó có hiểu
và có chút tình cảm nào không, nhưng dường như là có, bởi có lúc nó cũng nằm cạnh đứa nhỏ. Rồi nó lại hoảng loạn khi nghe đứa con òa khóc. Nó chẳng biết làm gì, cứ hôn tay loạn xạ. Những khi đó, bà khuyên phải vào ẵm bế và dỗ cho đứa nhỏ hết khóc. Con Nhan sinh xong, cứ lẩn thẩn đi khắp trong nhà. Nó bị băng huyết hơn nửa tháng trời, cứ mỗi lần bước xuống làm máu đổ ra xối xả. Cái giường nó nằm cũng bê bết máu me. Bước vào nhà đã nghe lạnh tanh mùi máu. Bà Quyên cũng chẳng có tiền đưa nó đi viện. Vài người trong thôn mang qua ít thuốc tàu cho nó uống. Mấy ngày nay dường như nó ít ra máu hơn, nhưng cơ thể nó vẫn gầy gò xanh xao. Trải qua thời gian để chữa, thiếu máu, nó ngày càng ốm yếu. Chiều nay, trời loạn choạng màu xám ngắt, đàn chim ùa nhau bay về trú ngụ trên những dãy rừng, báo hiệu một trận mưa to gió lớn. Lâu rồi, kể từ khi mang bầu và sinh nở, con Nhan chẳng còn ra mộ. Nay nó lại lững thững đi ra, chân trần không mang dép. Nó bấm những ngón chân gầy guộc lên nền đất trơn nhôm nhớp bùn lầy. Dáng nó liêu xiêu, mái tóc vẫn rủ rượi che đi một phần gương mặt. Trời xế bóng tà nhìn từ khu mộ bước ra, người ta cứ nghĩ một hồn ma nào đó. Nó ngồi thụt xuống đất ngay chân mộ, gió thổi từng cơn bạc vào mang tay. Mái tóc che kín cả khuôn mặt, hiện lên những nét lạ kỳ của nó. Bất chợt gương mặt nó méo xệch, môi cong lại. Nó òa khóc, tiếng khóc mỗi lúc một lớn dần. Nó khóc đau đớn man dại. Nó gục xuống mộ, tiếng khóc như một sợi dây lâu ngày căng ra và đứt đoạn. Nó khóc như moi hết cả ruột gan. Vai nó rung lên bần bật, bàn tay nó bấu chặt xuống mặt đất sình lầy, dường như nó đang đau đớn và uất hận. Những ngón tay dài gầy gò xanh mét bám đầy bùn đất, lọ mọ bám víu lên thân mộ. Nó vẫn khóc ngất như chưa từng được khóc. Gió mỗi lúc một mạnh dần, những chùm mây đen kéo về đen đặc, tạo thành màu u ám trên mặt đất hoang. Gió quật bì rừng phát ra thanh âm hoang dại. Mưa đổ mỗi lúc một nặng dần, những vệt bùn bắn lên mảnh áo loang lổ máu me. Giữa mảnh đồng hoang, bóng dáng nhỏ thó của con Nhan như chìm vào mảnh đất nâu đen bám quanh huyệt mộ. Bà Khuyên vào nhà không thấy cái Nhan đâu. Bà vội vàng đội mưa chạy ra khu mộ. Bóng bà liêu xiêu hớt hải băng giữa màn mưa. Bà thụp xuống đất kéo con Nhan ngồi dậy, rồi bà gào lên thảm thiết khi thấy cặp mắt con Nhan vẫn mở, nhưng nước mưa rơi vào nó chẳng còn chớp nháy. Gương mặt nó bê bết bùn sình, tay chân lỏng thõng. Nhan, Nhan ơi, con làm sao thế hả Nhan? Tiếng bà Khuyên kêu gào như xé toạc màn mưa. Cặp mắt con Nhan vô hồn, không khép lại. Những tia nước bắn vào lòng mắt, tràn cả ra ngoài. Mưa quằn quại gào rú trên không, bó mảnh áo sát vào thân người gầy guộc của hai mẹ con quá bụa. Con Nhan vẫn nằm đó, trên tay bà, thân nó chẳng còn cử động. Vậy là con Nhan mất, kết thúc một mảnh đời vắng số bất hạnh của đứa con gái tâm thần, nghèo khổ và bệnh tật. Ngôi nhà càng âm u, nặng nề và buồn bã. Giờ chỉ còn mỗi bà Khuyên chăm sóc đứa cháu dại mới vài tháng tuổi. Thỉnh thoảng người đàn bà thôn trên lại ghé sang thăm, mang cho hộp sữa. Xác con Nhan được đem đi hỏa táng rồi gửi lên chùa. Tấm ảnh nó chụp lúc mới 15 tuổi để trên bàn thờ bằng cây mà ông Bình đóng tạm, trông thay lương nặng trịch lòng người. Chiều, ông Bình ra thăm quét mộ. Ông ngạc nhiên khi thấy một gã thanh niên tay cầm chai rượu đang ngồi ngực ngưỡng ở bãi đất hoang gần bia mộ. Ông bước đến gần, trong lòng thoáng vẻ hồ nghi. Cậu là ai? Sao lại ở đây? Gã thanh niên không trả lời,
chỉ ngửa cổ tu một ngụm rượu rồi nuốt ực. Dòng rượu chạy dọc cổ họng như con rắn lượn. Gã ném tạt cái vỏ chai về phía mộ, nơi ông Bình đang đứng. Lúc này, ông Bình bước nhanh về phía gã thanh niên, có thái độ thách thức ngông nghênh. Chỉ còn cách một sải tay, mùi rượu xộc lên mũi, khiến ông Bình càng tỏ ra khó chịu. Mày là thằng đã hại con nhỏ phải không? Ông Bình nhìn gã thanh niên với ánh mắt trừng trừng và giọng gầm lên giận dữ. Trái lại, gã say rượu chỉ nở nụ cười nhếch mép bỏ đi. Thằng khốn nạn, tao biết chính là mày. Lúc này, ông Bình nhào đến túm lấy cổ áo hắn. Dù đã ngoài 50, nhưng người đàn ông vẫn khỏe mạnh để ghì hắn xuống. Trong khi hơi men đã ngấm vào người, gã thanh niên dường như yếu thế. Gã ngã chúi nhủi về phía cánh tay cứng cỏi của ông Bình. Mày quỳ xuống mà tạ tội, thằng khốn. Nhưng gã say rượu cũng chẳng vừa. Hắn cố quật lại ông Bình. Hắn cũng túm lấy tay ông, rồi cố đấm vào ông một cái, nhưng ông né được. Rồi ông đập một nắm đấm thật mạnh vào mặt hắn, làm hắn ngã chúi dụi. Lúc này ông buông tay ra, rồi lại kéo xộc cổ áo hắn lên, ném mạnh hắn về phía trước. Gã say rượu mất thăng bằng, ngã vào cái mộ xi măng. Gã nhăn mặt vì đau điếng. Sau khi tận cho gã làm mặt nghênh ngáo một trận, ông Bình hậm hực bỏ về, không quên ném một câu cảnh cáo. Lần sau mày còn léo hánh đến đây thì đừng có trách tao. Gã thanh niên đợi ông Bình đi khuất thì lồm cồm ngồi dậy, tay hắn vẫn xoa xoa vào gò má sau cú đấm trời giáng của ông Bình. Hắn loạng choạng vịnh vào thành mộ rồi bước đi. Bất chợt như có ai xô hắn ngã nhào lên mộ, hắn luống cuống ngồi dậy. Bất chợt mắt gã mở to, miệng gã lấp bấp và thân gã rung lên bần bật khi mắt gã chạm vào di ảnh của người trên mộ. Gương mặt lạnh lẽo u hồn của Nhan đang nhìn chầm chầm vào mặt gã. Gã xiên xẹo vội vã rời đi khỏi khu huyệt mộ, miệng ú ớ. Gã chạy đến mức quên say, nhưng được một đoạn gã lại ngã nhào xuống đất bởi lớp bùn lầy trơn ướt. Mỗi lần như vậy, gã lại la lên như một kẻ mất hồn. Gã chạy như ma đuổi đến khi khuất khỏi cánh rừng vắng lặng. Chiều, những ngày cuối thu ảm đạm, người đàn ông dưỡng mộ âm thầm quét dọn, nhang khói cho phần mộ nhỏ. Ông lầm lũi gom mớ trái cây cho vào một cái bọc, rồi chôn xuống đất cạnh đó, ánh mắt nhăm nhúm trầm buồn. Gió vẫn thổi bàn bạc, nén nhang ngạt khói về phía cánh đồi, tản lạc giữa hư không. Tiếng côn trùng rền rộ bãi hoang, nghe như tiếng khóc. Quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Huyệt Mộ của tác giả Võ Đào Phương Trâm. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, Cầm Kỳ Official đã phát 5 truyện ngắn của tác giả Võ Đào Phương Trâm. Hẳn quý vị cũng có đôi phần ngạc nhiên khi thấy tác giả Võ Đào Phương Trâm tuổi còn trẻ mà sáng tác các truyện đều liên quan đến cái chết, huyệt mộ, tử tội. Một phần đời sống của tác giả vốn dĩ Phương Trâm là một cư sĩ của đạo Phật. Vì vậy, không những quan tâm đến bản thể, đời sống thực của con người mà còn quan tâm đến đời sống tinh thần, cũng như quan tâm đến cõi thiêng khi một con người chia tay với thế giới này
và bước sang một thế giới khác. Chính vì vậy, chuyện của Võ Đào Phương Trâm mang âm hưởng, âm vị của cõi âm, mang tư tưởng của Đạo Phật. Có thể chính vì thế đã mang đến cho độc giả đôi phần ngẫm ngợi về cõi sống cũng như những cõi của không gian khác. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.